trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Đông Triều. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh thân mến. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt Công ty Điện lực Quảng Ninh nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các cháu học sinh trường Trung học cơ sở Bảo Khê 2 đã đến dự chương trình hoạt động ngoại khóa với chủ đề Trường học chung tay tiết kiệm điện năm 2015 ngày hôm nay. Quý vị và các cháu học sinh, điện năng từ lâu đã là một nguồn năng lượng vô cùng quan trọng trong xã hội văn minh. Điện năng có mặt trong tất cả các hoạt động của con người. Điện năng của nước ta hiện nay được sản xuất từ hai nguồn chính, nhiệt điện và thủy điện. Tự tái tạo cũng có nhiều hạn chế, thì việc sử dụng tiết kiệm năng lượng có ý nghĩa rất quan trọng. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải tiết kiệm năng lượng để chống hiện tượng ấm lên toàn cầu, sự nóng lên của trái đất. Việt Nam là một trong những nước sẽ phải chịu tác động rất ghê gớm do tác động này, nên chúng ta cần phải có trách nhiệm đối với chính tương lai của hành tinh cũng như đất nước chúng ta. Năng lượng điện không phải là vô tận, vì vậy mỗi chúng ta cần phải sử dụng nguồn điện một cách hợp lý. Để các nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, hôm nay Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều phối hợp với Điện lực Quảng Ninh, Điện lực thị xã Đông Triều triển khai hội thi tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học. Theo tôi, đây là một hoạt động rất bổ ích đối với các em học sinh nói riêng và đối với tất cả mọi người nói chung, góp phần cùng với ngành điện Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện với nhiều hình thức phong phú, gần gũi và mang lại hiệu quả ngày càng cao hơn, nhằm thay đổi về nhận lại nô nức chào đón ngày hội của ngành giáo dục, ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vinh quang. Niềm vui hân hoan ấy cứ đọng trên gương mặt của thầy và trò trường Trung học cơ sở Mạng Khê 2. Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi chúng ta được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chọn được làm điểm triển khai hoạt động ngoại khóa với chủ đề Trường học chung tay tiết kiệm điện. Trong nhiều năm qua, thầy và trò nhà trường luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, đưa các vấn đề xã hội vào giáo dục trong nhà trường thông qua phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đồng hành với chương trình Trường học chung tay tiết kiệm điện, thầy và trò nhà trường đã thể hiện bằng những việc làm cụ thể như phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường, tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện có sự tham gia của cộng đồng, của cha mẹ học sinh, của các em học sinh và của các thầy cô giáo, phát động các cuộc thi mà nội dung chủ yếu là vấn đề tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện. Thưa thầy, để huỳnh ắc quy có điện thì trước hết phải làm điện cho huỳnh ắc quy. Như vậy, bắt buộc phải sử dụng đến điện lưới để làm nguồn sáng. Rõ ràng, vẫn phải tiêu thụ năng lượng lưới ạ. Vậy, mình hỏi bạn, trước khi dùng xe máy của bố mình có thấy bao giờ phải sạc qua điện lưới đâu? Mà để xe máy nổ, bấm đèn thì điện sáng quắc, bấm còi thì còi kêu. Đó, đó, có liên quan gì đến điện lưới đâu? Mình hỏi lại bạn, thế trước xe là điện thoại của bạn, sao vẫn phải sạc qua quy? Nếu không sáng, xe của bạn có thể nhanh như vậy không? Các trò nói mỗi người mỗi ý, ý nào cũng có cái lý lẽ đúng và chưa đúng. Để hiểu rõ thêm về tiết kiệm điện năng trong buổi học ngoại khóa ngày hôm nay, thầy có mời anh Sáng là kỹ sư điện của phường ta đến đây để tham gia giảng dạy. Xin mời anh. Chào thầy Khôi, chào tất cả các em. Đúng, chào anh ạ. Khi anh đứng ngoài nghe các em tranh luận, anh thấy rất thú vị. Nguồn năng lượng cạn kiệt, cuộc khủng hoảng năng lượng nói chung và điện năng nói riêng không những đe dọa kinh tế toàn cầu mà còn đe dọa hòa bình, an ninh thế giới. Việc Nga và các nước láng giềng đang cạnh tranh điểm nóng năng lượng ở Bắc Cực, việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa Việt Nam gây chấn động dư luận thế giới thời gian qua, đấy chẳng phải minh chứng sống động cho sự thèm khát nguồn năng lượng hay sao? Thật vậy, năng lượng tạo hóa ban cho con người thật vô cùng quý giá nhưng lại có hạn. Vậy nên, tiết kiệm điện về tương lai là việc cần thiết mà mỗi chúng ta nên làm. Tiết kiệm điện không khó các bạn à. Hiện nay, cả thế giới đang hưởng ứng lời kêu gọi giờ trái đất vào thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 bằng một hành động, một giờ tắt hết các thiết bị điện, 60 phút cộng. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ đơn giản nhất để tạo thành thói quen nhé các bạn. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nắm ngay? Khi ra khỏi phòng nhớ tắt điện, không nên vừa bật máy tính làm việc vừa xem TV. Khi sinh hoạt ở phòng khách, đèn ở các phòng khác đều được tắt, sử dụng các thiết bị điện an toàn, hợp lý. Ai ơi nhớ lấy câu này, dùng đèn compact lợi hơn đèn tròn, TV, máy quạt, máy bơm, khi nào cần thiết thì ta mới dùng. Tận dụng ánh sáng tự nhiên, điện năng tiết kiệm, ích nhà lợi dân. Trong một bài hát về ngành điện,
nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã viết. Sau đây cô xin mời lên sân khấu 5 bạn học sinh. Đông Triều. Bà Nguyễn Thị Hường, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã Đông Triều sẽ lên sân khấu để trao phần thưởng cho các bạn. Quản lý đô thị thị xã Đông Triều đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Rất vinh dự cho nhà trường hôm nay về dự với chương trình tiết kiệm điện. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Huy Kiên, Phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh, các đồng chí trong ban giám hiệu, các đồng chí tổ phụ trách của các trường phổ tiểu học trong toàn thị xã, các thầy cô giáo cùng hơn 600 em học sinh về nhà trường về dự và cổ vũ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Tôi xin thông qua chương trình hoạt động ngoại khóa trường học chung tay tiết kiệm điện năm học 2015 như sau: 1. Đón tiếp đại biểu. 2. Văn nghệ chào mừng. 3. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu thông qua chương trình. 4. Diễn văn khai mạc. 5. Phát biểu hưởng ứng tuyên truyền tiết kiệm điện. Lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng giáo dục, đại diện ban giám hiệu trường tiểu học Kim Đồng. 6. Thông qua thể lệ cuộc thi, giới thiệu thành phần ban giám khảo và thư ký. 7. Nội dung thi, chủ đề tiết kiệm điện vì lợi ích cộng đồng. 8. Trao giải thưởng cho từng nội dung thi. 9. Trao quà cho học sinh nghèo. 10. Kết thúc chương trình. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Điện lực thị xã Đông Triều lên phát biểu khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc Điện lực thị xã Đông Triều. Kính thưa ông Trịnh Văn Tuất, Phó trưởng phòng quản lý đô thị thị xã Đông Triều. Kính thưa bà Nguyễn Thị Hường, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo thị xã Đông Triều. Kính thưa bà Lê Thị Hải Mỹ, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục thị xã Đông Triều. Kính thưa bà Vũ Thị Hồng, Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Đồng. Kính thưa ông Vũ Huy Kiên, Ban đại diện cha mẹ học sinh. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng các bạn phóng viên báo chí, kính thưa toàn thể thầy cô cùng các em học sinh thân mến. Trước hết, tôi thay mặt cho ban lãnh đạo điện lực thị xã Đông Triều nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các cơ quan báo chí và toàn thể các thầy cô, các em học sinh trường tiểu học Kim Đồng đã tham gia chương trình ngoại khóa trường học chung tay tiết kiệm điện. Nên chúng ta cần có trách nhiệm đối với chính tương lai của hành tinh cũng như đất nước chúng ta. Năng lượng điện không phải là vô tận. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải biết sử dụng nguồn điện một cách hợp lý. Để các nhà trường thực hiện tốt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã phối hợp với Điện lực thị xã Đông Triều triển khai chương trình Trường học tiết kiệm điện năm học 2015 ở hai đơn vị trường đại diện cho hai cấp học, đó là trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2. Đại diện cho cấp trung học cơ sở đã tổ chức vào ngày 5 tháng 11 với sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường Trung học cơ sở Mạo Khê 2 và đại diện của ban cha mẹ học sinh đã về dự.
và hôm nay tiếp tục tổ chức tại trường tiểu học Kim Đồng đại diện cho cấp tiểu học với sự tham dự của đại diện ban giám hiệu, các đồng chí tổng phụ trách đội các trường tiểu học trong toàn thị xã và sự tham gia của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và đặc biệt là sự tham gia của hơn 500 em học sinh trường tiểu học Kim Đồng. Theo tôi, đây là một hoạt động rất bổ ích đối với các em học sinh nói riêng và đối với tất cả mọi người nói chung, góp phần cùng ngành điện Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện với nhiều hình thức phong phú, gần gũi. Không, trong khi các nhà máy, thủy điện, nhiệt điện đang xây dựng ngày càng nhiều, phải chăng là do con người chưa có ý thức tiết kiệm, thậm chí quá vô tình với những việc làm gây lãng phí điện? Hàng ngày, hàng giờ, ở ngay chính nhà của mình, ở trường học, bệnh viện, nhà máy, vân vân. Việc sử dụng lãng phí điện hiện nay đã đến mức báo động, nó rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh đến tất cả mọi người. Vì vậy, tiết kiệm điện là nhiệm vụ sống còn của mỗi người dân. Nó không phải diễn ra ngày 1, ngày 2, mà nó cần ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con người, tạo thói quen không thể thiếu ở mỗi người. Mỗi chúng ta đều phải nhận thức được, tiết kiệm điện cũng chính là tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm chi phí cho gia đình và cho xã hội. Mỗi người tiết kiệm được một ít, thì nhiều người sẽ tiết kiệm được nhiều điện. Khi nguồn điện ít bị lãng phí, thì các nhà máy khai thác than, thủy điện, nhiệt điện sẽ ít lỏng lên, thiên tai lũ lụt sẽ bớt đi, môi trường của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Hưởng ứng phong trào tiết kiệm điện do Tập đoàn Điện lực phát động, 9 tháng năm 2014, cả nước đã tiết kiệm được hơn 2 tỷ kWh điện. 6 tháng đầu... Chưa! Bà ơi! Có tí đâu! Dạ! Chào anh ạ, mời anh vào nhà. Mẹ mẹ, mẹ đã đóng tiền điện tháng này chưa? Chết rồi, mẹ quên chưa đóng rồi. Chết. Chờ ba, chờ đến nhà ba đi đóng tiền điện tháng này ạ. Đấy để sau, mời em vào đây. Nhân tiện anh cho tôi hỏi, nhà đẻ các anh tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Tôi nghiêm chỉnh chấp hành theo thì hai đứa con nhà tôi nó bảo tôi sử dụng điện hà tiện, mà tôi sử dụng điện thế này nhá. Dạ, lúc này đứng ngoài cửa cháu đang hết các quy định nhà bác rồi ạ. Thế anh thử trả lời cho tôi xem, tôi sử dụng điện tích lũy hai hà tiện. Dạ, nhân tiện có các bạn học sinh ở đây, bác thử để cháu hỏi các bạn ý xem thế nào bác nhé. Thế anh thử hỏi giúp tôi cái, các cháu học sinh từ đại học Kim Đồng cái biết thì thôi em nhé. Còn hai đứa này, đi vào học vào cho mẹ. Vâng ạ. Các bạn vừa được theo dõi tiểu phẩm ngắn về cách tiết kiệm điện của bà Hằng. Nhà bà Hằng có quy định là vào buổi tối đã bật đèn thì không được mở TV và ngược lại, lúc học, khi nào đọc, viết mới được bật đèn, khi suy nghĩ phải tắt bóng đi để tiết kiệm điện. Theo các bạn, sử dụng điện như bà Hằng có phải là hợp lý không? Rất mong nhận được câu trả lời từ các bạn. Quý thầy cô giáo trong ban giám hiệu, các thầy cô tổng phụ trách của các trường khối tiểu học trong toàn thị xã đã về dự, cổ vũ và động viên để chương trình hoạt động ngoại khóa trường học chung tay tiết kiệm điện năm 2015 của trường tiểu học Kim Đồng thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.